Hôm nay sẽ không có intro anh em ạ. Chào mừng anh em đến với Bay Bay Đại Chiến Cất Cánh. Chiếc này nhỏ nhỏ mà có vỏ anh em ạ. Tốc độ. Kèo này căng thật sự luôn ấy. Sáu nòng phế thật sự anh em ạ. Tôi cứ nghĩ Bazooka sẽ hạ được bọn này, nhưng không, nó còn phế hơn nữa. Thử rồi bay bay. Đây có thể là thử thách khắc nghiệt nhất mà tôi từng làm. Tuy nhiên thì máy bay nó vẫn còn nguyên vẹn anh em ạ. Thì nó hơi vô lý một chút. Lúc này là tôi đang đói anh em ạ, nên là lủi vô luôn. Thử đâm máy bay. Ít nhất nó còn có khói anh em à. Tôi bực quá anh em, nên là tôi lấy xe tăng ra nhưng mà nó vẫn không xi nhê gì luôn. Vô lý. Tôi thử đâm vô bay mà nó xuyên qua luôn. Lại vô lý.
Máy bay nhỏ quá nên bắn hoài không trúng luôn anh em à. Dừng ngay tại đó, thời khắc đến rồi anh em ạ. À.